cho không biết nghe định nào. Người cho biết ngay thôi mà, tình duyên đến như món quà. Chưa mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu. Với ta đừng ngóng sầu, với ta đừng ngóng sầu, hẹn ngày sau sẽ gặp nhau. Tình yêu đến như phê màu, chẳng ta ai có giá sầu đâu, gặp nhau xuyên được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi dài lâu. Mỗi đầu năm con xin chấp tay nguyện cầu cùng kỳ xin hạnh xin tầng. Không chẳng cần thầy phán xa, trời cho biết ngay thôi mà, tình duyên đến như mộng quà. Chờ không tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu. Với thì ta đừng ngấu sầu, với thì ta đừng ngấu sầu, hẹn ngày sau sẽ gặp nhau. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi dài lâu. Rồi mai có khi dài lâu. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ rồi, còn bây giờ thì anh Lê cần phải cho em ý kiến cái tiết mục hồi nãy đúng không anh? Tiết mục vừa rồi của Phương Vi thì để cho giám khảo nhận xét chút xíu đi, rồi đầu anh sẽ nhận xét sau ha, hay giám khảo ha. Rồi bây giờ là thi tiếp vòng 2. Cái số vòng 2 là đúng không? Dạ rồi, bây giờ thì cho phép hai anh em tụi em được phép bán xong những tờ lá vé cuối cùng. Giờ bữa này chúng em bắt đầu sổ số liền nha quý vị. Rồi, quý vị ơi, quý vị vừa mãn nhãn qua phần trình bày của Phương Vi rồi. Thì bây giờ tất cả các người đẹp đang rảo bước phục vụ của chú anh chị mình qua những tờ lá vé cuối cùng của vòng loại thứ hai này. Thì rất mong của chú anh chị mình sẽ ủng hộ vòng loại này cho chúng em, cũng như là ủng hộ cho tất cả thí sinh trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa, nếu như mà của chú anh chị mình đã có lá vé trên tay hết rồi thì tập trung vào ánh sáng chuẩn bị giờ số. Dạ rồi chị, dịp ở trên không ạ? Con số gì này ra, không biết con số gì này, số gì này còn cần gì ta, con số gì này, số gì này, con số gì này. Một trái tim khổ, một trái tim mùa đau mà, trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu. Xuân này em vẫn mãi là người đến sau, bên anh đón chờ một mối tình cầm. Số nào đây, con số gì đây, cờ ra có mấy chưa có số. Ai mua giấy ủng hộ giùm em, số nào đây, con cờ gì ra. Số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Còn mấy giá chót, còn mấy giá chót, còn mấy giá chót. Ai thường tình ủng hộ giùm em, yêu số luôn. Quý gì ơi, số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì ra. Mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Nửa vẫn trăng đơn có trong đêm, nửa nhớ mong anh đang ngóng chờ, chờ em đến với những nỗi nhớ cho trọn gần trang. Người ở đâu chẳng em lẽ lối nơ quên bao yêu thương ngày nào gần trăng ngô với tin tưởng cho tình vội xa. Ngồi đây với trăng tàn lẽ lối, lòng anh nhớ em nơi cuối trời, lòng anh mong em không quên ở nơi vắng xa em anh vẫn chờ. Số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Ra nhớ từ giây phút này của chú anh chị mình hãy hướng mắt vào sáng chuẩn bị do số. Dạ rồi, tụi em xin được phép kêu cờ nha quý vị ơi. Số gì đây, cờ ra có mấy con ba gì đây, cái ba gì đây, con ba nào ra đây, con ba gì đây, con ba gì đây, cái ba gì đây, con ba gì đây. Anh quên người ghét qua tận người. Là con 34, đây con 30, từ 34, 34, 34, 34, 34, có 34 số đầu tiên. 34, 34, 34 số gì đây, mày gì đây, mày gì đây, mày gì ra. Mày gì đây, mày gì đây, người bỏ lô tô, nhớ bao giờ lô tô bỏ người. Còn 40, còn 40 đây, còn 40. Còn 40 nguyên, 40 cỡ nào có mấy số gì đây, con cỡ nào ra. Mười gì đây, mười gì ra, cái mười gì đây, còn mười gì ra, mười gì đây. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Xin nhìn trên cái quán em không bán sầu riêng. Nhưng em đây chỉ bán cái hộp sầu riêng nguyên số 10. Còn số 10, đây con số 10, đây con số 10.
biết là không biết hát rồi, nhưng mà cũng cố gắng đi công nương, để con tôi vô dòng xin hết cực lắm công nương ơi. Ô mẹ, sao công nương? Công nương xin quỳ đây. Chi? Giang xin phò mã đừng đẩy công nương vào dòng xin hết. Làm lại công nương. Ông tới, làm lại, quỳ xuống đi công nương. Quỳ mà tôi dở ngay cái khớp đầu râu cháu ấy luôn á. Thôi đứng đi công nương, để em thôi vô chồng xin hót thiệt à. Số gì đây à, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây à. Số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây à. Mấy gì đây, mấy gì đây. Má, thôi má hãy về với con mình. Thôi má đừng buồn tiếc thương má chi, con sẽ ở lại đời sống bên ba, cho vơi nỗi sầu ngày tháng vui ba. Như ngày xưa má bỏ con mà đi, má ơi về đi má ơi, thôi nhé chính biệt xa xăm. Năm mười lăm có năm mươi lăm, con năm mươi lăm, con năm mươi lăm, cửa đã tôi mang số gì đi, tôi cứ hàng số. Con số gì đây, con số gì đây, con số gì đây. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, những ngày vui anh về đến đâu. Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Anh là ai đi con chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây. Nói đi anh người ơi, vì sao anh đã yêu em như vậy. Con số 7, 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 con số 7. Mấy gì đây à, mấy gì đây, mấy gì đây, số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Dặn tham tàn về xéo nước nọ, người dân nam bắc quấn kiên cường, quyết trong quân thù chứ biên thùy. Mãi muôn đời là người dân nam. Con 18, con 18 thì con 18, con 18 đây, con 18 đây, con 18, con 18, số gì đây, con cờ gì ra đi, số gì đi, số gì đi, số gì đây. Nghĩ ngào nhìn nhau má tuôn lệ trào, nàng sống có bi tan nát tim ta. Từ ngày nàng lớn xa qua làm đẹp lòng mẹ cha, ôi cái sao gặp nhau 30 sao, còn 36 gặp vô trái đất luôn 30 sao. 30 sao, có 30 sao, 30 sao, 30 sao, 30 sao. Số gì đây à, mấy gì đây, mấy gì là mấy gì đây, mấy gì đây à. Số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Gió phong trần này anh hùng nêu cao chí tài, người xưa giữ gìn tiếng nước sông à. Quyết tâm gì tôi bây giờ anh đây nắng hồng, người xưa giữ gìn tiếng chung bên hồ Tây. 57, có 57, 57. Có 57, 57, số đã có mấy mấy. Vì đây con cờ gì ra đi, số gì đi, số gì đi. Con cờ gì ra đi, số gì đi, số gì đây. Số gì đi, con cờ gì ra đi, số gì đi, số gì đi, số gì đây. Anh có nghe chăng, quê mình giờ đây. Con sông xưa, em chèo. Em chèo, em chèo, anh cũng gì đây, còn người gì đã xuống gì đi, xuống gì đây. Cô gái đò ngang đưa anh chàng qua bên, lòng cô vui tính chưa kịp mà tay chèo. Nước dòng hò đeo theo dòng nước chảy, chảy 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 nguyên nguyện sao chục con, sao mười 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 con, sao mười. Mấy gì đây à, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì ra. Số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Chứ má của em biết buồn mà biết bán, biết đổ bánh trang, biết trang cái bánh xèo. Gia cảnh em nghèo thiếu nợ mà bạn trăm ma. Còn số năm, còn số năm, còn số năm là tấm vé cờ hơn. Nhớ
Dạ rồi, bây giờ con số 5 là chiếc lá cờ kinh có người đọc giả. Quý vị khán giả mình lưu ý không xé vé để trùng em với anh Lê Cần bên trên kiểm tra lại nha quý vị. Phần nhận xét và đánh giá từ ban giám khảo. Trong khi đó các bạn diễn viên còn lại của Sài Gòn Tân Thời đang phục vụ dịp lễ tiếp theo. Rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình. Mỗi vé chỉ có 20 nghìn đồng thôi quý vị nha. Chúc mừng cho Phương Vi và Lê Cần đã hoàn thành xong phần thi gọi là mở hàng cho đêm thi diễn ngày hôm nay. Phải nói là các bạn làm rất là tròn trịa. Đối với chị thì đã làm một phần trình diễn lô tô và một phần thi tài năng tròn trịa. Tại sao không gọi là tốt? Bởi vì thực sự nó chỉ ở mức độ là tròn trịa thôi. Thứ nhất là cái giọng mình á, thì nó không phải là một cái giọng nữ cao. Tuy nhiên em chọn cái bài nó cần cái điểm nhấn. Thì cái bài hồi nãy khi mà phần thi tài năng á, nó chỉ tốt có cái phần vũ đạo của em nè, phần chọn bài nè. Còn nó có điểm nhấn hay không là chưa có điểm nhấn. Cho nên em thấy khán giả chưa có ồ lên. Mặc dù là em rất là đầu tư cảnh trí hay là vũ đoàn rồi vũ đạo của em nữa, nhưng mà thật sự nó không có miss được với cái tinh thần của bài hát mà em mong muốn. Ví dụ cái bài đó mà em muốn nó đẩy cao trào lên cái phần gian tấu lúc em múa mâm đó, em phải đổi một đoạn disco hoặc là một mix một cái đoạn mà EDM vô thì nó sẽ rất là ok. Có nghĩa là nó cũng là tông nhạc của em thôi, nhưng mà cái bản hòa âm nó sẽ đẩy được cái cao trào lên một chút xíu nữa để bù cho cái giọng hát của mình nó hơi thấp. Rồi một cái nữa là tại vì ở đây nó khó cái là em bốc thăm và không biết trước được bạn diễn, cho nên khi mà gặp anh Lê Cần á, một cái giọng một màu cải lương với em là một cái màu nó hơi trẻ trung thì nó cũng phải là nó khập khiễng một chút xíu. Và cái này là chị góp ý cho em. Thứ nhất, Lotto Show của Sài Gòn Tân Thời nó không quá vội như Lotto tỉnh. Có nghĩa là nếu mình hát một cái đoàn truyền thống thì mình phải nhanh để kéo dòng cho chủ đoàn. Còn riêng á, ở Sài Gòn Tân Thời nó cần phải có tiết tấu vừa phải cho bà con ngồi thưởng thức. Thí dụ mình hát ví dụ như là cái bài hồi nãy em hát cái bài gì đó mà nó chạy trước cái nhịp đó. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay đẹp như thế. Mình phải hát từ từ. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay. Nó phải từ từ chứ đừng có chạy theo nhạc. Tại vì ở đây mình không có chạy vòng. Khi nào mà chị nói chạy vòng là mới chạy, còn bình thường là để cho các bạn trình diễn hết khả năng của mình, cho nên các bạn có thể quăng biến tự nhiên. Và cái lỗi của em ở chỗ đó là từ vòng trước tới bây giờ luôn là đều bị hát bị nhanh. Mà khi mà em hát gấp á, thì nó sao nó quên mất cái nhịp nhàng, quên mất cái bích nhạc đang đánh á. Tỷ dụ như hôm nay là mình hát là anh Út anh đánh, nhưng mà nếu mà hát bích thì nó sẽ là một cái vấn đề khác. Cho nên là em phải coi lại, tại vì anh Út anh sẽ theo em được. Nhưng mà khi đi event hoặc là đi một cái sự kiện nào đó mà nó không có người nhạc công á thì em sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Rồi đó là ý kiến của chị, mời chị Hương. Quỳ xin chào toàn thể tất cả quý vị khán giả có mặt ở đây, cũng như tất cả quý vị đang xem livestream của đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời. Chào Lê Cần và Phương Quy. Chúc mừng hai em đã hoàn thành cái tiết mục đầu tiên. Theo như đánh giá nha, Vi như Lộ nói rất bội vàng và không có hòa huyện cùng chung với Lê Cần. Lê Cần đã có một vài lần chiều em, nhưng mà nếu như em đi hát gần 10 năm mà em không có làm chủ và không có huyện được với Lê Cần, cái đó là cái nhịp của em chậm. Chị, em thấy là nó huyện chứ. Em thấy là không, chủ được sân khấu. Không có làm chủ em. Tại thứ nhất, Lê Cần đã đưa ra những cái miếng cải lương, nhưng mà Phương Vi không biết cái tiết tấu để mà đẩy đưa lại cái vấn đề cải lương. Ví dụ Lê Cần nói là công nương là thò má. Ví dụ trước khi lên đường ký gì đó, em phải nói một hai câu. Tuy mình không hát được cải lương, nhưng mà mình nói một hai câu vào trong đó, nó cũng là điểm nhấn cho bạn diễn của mình. Không, cái này em nghĩ là như vậy nè. Cái quan điểm của em thì nó khác lắm. Rõ ràng không tập tuồng trước được thì không ai biết được mà đối. Cái đó là quan trọng nhất là chị nói ở đây khoan. Chị nói là Phương Vi đã có kinh nghiệm đi hát rồi, là mình phải ứng biến sân khấu chứ không phải là mình tập trước. Giống như chị và Lê Cần hoặc là các bạn. Không, nếu mà nói ứng biến hồi nãy, Phương Vi ứng biến cũng rất là ok với Lê Cần luôn. Nhưng mà cái khúc mà hỗ trợ chung với khách mời là hai người chưa hòa huyện cho khúc đó, theo như chị đánh giá. Còn nếu như mà cái vấn đề mà em hát giống như Lộ nói, tất cả mọi thứ chỉnh chu, vũ công, nhạc công, vũ đoàn hoặc là bài hát, tuy là mình không có những cái điểm nhấn đó thì mình phải làm sao cho nó cao trào. Còn lô tô giống như em nãy vẫn còn kêu hơi bị lộn trọn nhịp luôn. Có một câu, hai câu lô tô em kêu sai tông luôn. Ngày hôm nay làm không tốt cái phần lô tô, phần thi thứ hai nha. Nhưng mà chị chúc mừng em vì em vẫn có cái sự đầu tư, vẫn có một cái sự gì đó gọi là luôn hết mình và cháy muốn cống hiến những tiết mục thật là hay đến với Sài Gòn Tân Thời. Cảm ơn em. Đề nghị giám khảo những dòng loại sau mình phát âm cho nó chuẩn nha chị nha. Sai chúng ta hai lần rồi đó, em thấy hai lần đó. Giống như cái từ mà hòa huyện thì chị đang nói hòa huyện chứ đừng có hòa huyện nha. Nha chị nha. Dạ không, chị nói đây là nói về miền Tây. Hôm nay em cũng là một giám khảo nhận xét về đúng rồi. Dạ.
Còn hai chị nữa mà chị? Không, hai chị là để những cái thí sinh sau. Không, em Phan với Dung khi nào nói thì cứ nói chứ đừng có nói là thôi được rồi, thôi được rồi, thế này thế nọ. Nhiều khi mà trên sóng á, Quyền với Lộn hay nói nhiều. Tại vì thì các bạn sẽ nói khác. Thời gian mình sẽ có giới hạn cho nên xin mời em cần em có nhận xét gì về Phương Vi nè. À, dạ rồi, em xin một có một chút xíu nhận xét về tiết mục của Phương Vi ha. À, nói về sự đầu tư thì Phương Vi đầu tư rất là ok, bài hát cũng rất là ok, nhưng mà mai mốt khi mà mình hát á, cái tông á, mình lựa cho nó cao hơn một chút xíu nha. Tại vì cái bài và cái tông bên này là rất là nó hơi thấp so với cái giọng của Phương Vi. Yeah. Rồi và cái phần kêu số lúc nãy thì em cũng thấy, theo em thấy thì em cũng thấy là có sự hòa quyện nha chị Quyền nha. Đúng, nhưng đúng, mà hòa quyện không có tới theo cái cải lương giống như chị em của mình. Thì đúng, như tại vì hai người hai thì đó là nhau. Chưa tới thì chị nói là chưa có nhập vào nhau được, giống như là chỉ cần đỡ em một câu thôi, mà đỡ em một câu thôi, phò mã trước khi phò mã lên đó cái rất là dễ, chỉ nói vài từ thôi là ok rồi. Dạ, lên ghi nhận, lên nhận được. Dạ, dạ. Chị ơi, không thể nào mà kêu Sơn Tùng hát với anh Vũ Linh được mà nó hòa quyện được. Cái điều đó là nó trời ơi lộn ơi chiên. Không phải, ý chị nói là tại vì Vi đã có nghề đi hát sân khấu lô tô và ở dưới miền Tây mình cũng có những chương trình kích động cải lương. Mình có thể là mình quăng miếng thật sự luôn, nếu như mà cái đó là chị góp ý để em mà cố gắng, em phải bắt chụp tất cả mọi thứ. Ok, cảm ơn chị. Dạ. Nói đi. Bây giờ hai chị nói cái sự hòa quyện sao mà khó hiểu quá. Bây giờ hai người làm thử một cái ở đây được không? Cho khán giả người ta thấy cái sự hòa quyện là như thế nào không được không ạ? Đây là hòa quyện nè. Dạ. Rồi đưa mi nè. Hòa quyện với cái môi của em được không? Không, đưa cái mi cho người ta. Lộ em. Sao chị? Ngày mai này á, chị đi lấy chồng rồi. Ồ, chúc mừng chị xui nha. Ủa, cái này là chưa quyện, cái này chưa quyện nha. Chưa hòa quyện lắm, phải như lộ phải nói chúc mừng cho anh chồng của chị. Là một chữ Quyền hơi xui, phải nói vậy, đúng, dạ. Và vô đúng xui luôn, thôi rồi, được rồi, lạnh luôn, lạnh luôn. Ok, cảm ơn Phương Vi. Rồi sao em? Chắc em xin một phút, một rồi, phút. Đi, dạ. Bây giờ chị bắn giờ giùm em. Quý vị ơi, thông cảm giùm cho Phương Vi, tại vì em không phải là một người, dù em đã đi hát 10 năm rồi, nhưng mà em đi hát ở sân khấu là em chỉ tập trung phần trình diễn nhảy giống như lúc nãy, và cứ vô như thế và em hát, đôi khi ở những cái sự kiện, những cái chương trình nó cứ như thế hoài, nên thành ra em đấu với cuộc thi này là em đấu với chính bản thân của mình để em tìm được một Phương Vi mà đã ngủ quên bao nhiêu năm nay, chứ em không đấu với những bạn ở đây. Và em biết là bản thân của mình còn rất là nhiều thiếu sót, nên em mong mọi người hãy nhìn nhận em một khía cạnh khác cho em dễ thở hơn. Em xin cảm ơn. Ok, mình sẽ có cái phòng mà phỏng vấn, dạ. Cho nên yên tâm đi, dạ. Cả những cái điều đó khán giả coi mọi người sẽ hiểu, nhưng mà cố gắng cho từng phần thi mình nội dung thi mới là quan trọng, còn khi mà mình thuyết phục người khác đó là đã chuyện đã rồi rồi, mình thi tiết mục thi mới là quan trọng, dạ. Thank you Phương Vi. Rồi xin cảm ơn tất cả những lời nhận xét của ban giám khảo rất là nhiều, và cảm ơn tất cả quý vị đây đã ủng hộ cho Phương Vi, xin cảm ơn rất là nhiều. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta